Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor thân gọn, công suất 5,5 kW, 7,5 HP, 7,5 ngựa, kiểu chân đế. Sau đây sẽ là tem của motor. Má không bỏ động cơ là má 112, công suất 5,5. Sử dụng điện 3 pha 380, 606. Dòng ampe định mức khi chạy 380 là 11.7 ampe, khi chạy 606 là 6.8 ampe. Tốc độ là 4 pole 4 cực, 1440 vòng 9 phút. Hệ số bảo vệ kháng nước kháng bụi IP55. Cấp chịu nhiệt di động là cấp F. Chế độ làm việc liên tục S1. Đây sẽ là phần trục ra, đường kính trục ra 28 mm, chốt cavet 8 mm,